Kim tự tháp Ai Cập là công trình vĩ đại đã tồn tại qua hàng ngàn năm. Vậy làm thế nào mà người Ai Cập cổ đại có thể xây dựng những cấu trúc khổng lồ này với công nghệ hạn chế? Hay liệu có sự can thiệp nào khác hay không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 5 bí mật của kim tự tháp Ai Cập vẫn chưa có lời giải. 1. Khả năng vận chuyển đá. Mỗi khối đá của kim tự tháp nặng đến vài tấn. Làm thế nào người Ai Cập có thể vận chuyển chúng hàng trăm cây số qua sa mạc mà không có máy móc hiện đại? 2. Sự chính xác hoàn hảo. Kim tự tháp Giza được xây dựng với độ chính xác tuyệt đối, các góc của nó gần như hoàn hảo. Liệu có công nghệ nào đó đã bị lãng quên? 3. Sự thách thức của thời gian. Sau hơn 4.500 năm, kim tự tháp vẫn đứng vững trong khi nhiều công trình khác đã sụp đổ. Có phải kỹ thuật xây dựng của họ vượt qua những gì chúng ta tưởng tượng? 4. Sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là người ngoài hành tinh đã giúp người Ai Cập xây dựng những công trình này. Liệu điều này có thể là sự thật hay không? 5. Mục đích thực sự của kim tự tháp. Kim tự tháp có thực sự chỉ là lăng mộ của các pharaoh hay còn ẩn chứa những bí mật khác? Một công trình với mục đích không chỉ dành cho người chết. Và vừa rồi là top 5 bí mật của kim tự tháp Ai Cập. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Bí ẩn của kim tự tháp vẫn chưa được giải đáp hoàn toàn. Liệu có sự can thiệp của những nền văn minh khác ngoài trái đất hay không? Hãy đăng ký kênh để cùng khám phá thêm những điều bí ẩn quanh ta.